Sáng hôm nay mình dậy sớm nè các bạn. Mình làm đây là bánh phu thê nha. Đây là bánh dẻo khoai mì. Mình làm để mình đem về cha mình ăn đám giỗ, coi mọi người có khen ngon không nha. Các bạn đón xem cái clip dài, coi mọi người có khen bánh của mình làm ngon không các bạn. Đó. Nhưng mà bánh phu thê này nè, mình làm theo cách mới, theo suy nghĩ của mình. Bánh ăn rất ngon, rất rất ngon các bạn. Mình làm hai cái rồi. Giờ mình cắt bánh nha các bạn. Cắt bánh ra đặng dọn cúng ông bà. Nay mình về đám giỗ ông cố tổ của mình nha các bạn. Ông cố tổ mình đó là ông Trạng Nguyên đó. Ông cố tổ mình mà đó là ông Trạng Nguyên các bạn. Đúng mình ăn giờ là còn có ông cố tổ rồi năm mới hình như đậu mới 16 18 16 tuổi đậu Trạng Nguyên rồi cái sức khỏe yếu quá rồi đi luôn nhà vua mới ban là ban cho bao nhiêu vàng với bao nhiêu đậu bán nhãn bán nhãn rồi á cái gì quay ba bữa luôn tới bây giờ luôn rồi kia mình nên mất sớm quá rồi thôi bây giờ ruộng đất để lại chưa có vợ nên ruộng đất lại để lại cho con cháu tràn bạn này là bánh phu thê mình mới làm hồi sáng nè các bạn. Còn này bánh dẻo khoai mì nè. Mới làm hôm qua nha. Còn đây là bánh khoai mì nướng nè các bạn. Hấp ra đi cúng ông bà. Bây giờ cúng bà cố trước đi. Mama. Ôi chặt quá ta. Lấy cái nhỏ lại. Rồi bây giờ mình xộn trộn gỏi nha các bạn. Đây, dắt cái củ hành vô. Để trộn. Rồi dắt củ hành vô trước đây ha. Đây là củ hành nha. Ôi trời. Rồi đây. Cho nước này vô nha. Đây. Nước này là có bột đường, nước mắm, tỏi, ớt. Rồi có tắt nha các bạn. Mình trộn sao cho vừa ăn được rồi. Rồi trộn nó vô nước cho thành công. Gọt dưa đi để có dưa rồi gọt dưa có cuốn để có gì cuốn đấy vừa ăn thôi. Ủa chị hai này mình trộn là dừa dĩa chai gỏi chai luôn không?
đâu đâu có chép dai đâu quả chán. Cô gì là trong này chị có để nước mắm không vậy? Muối. Sao không để nước mắm cho nó thơm? Đi không biết lại có để lấy chai luôn đâu hỏi rồi. Đây không có cha cháu thì lấy chai làm gì chị? Cho miếng nước mắm lạc quá à. Rồi gỡ mình đi ăn hả? Có miếng nước mắm vô nó mới thơm. Gỡ nó ngon. Rồi giờ mình để thịt lên hả? Để thịt một bên, gỏi một bên. Cho nó ăn một đạo. Món gì vậy hả? Dạ để lấy món gì vậy hả? Giờ mình để vậy nha, tới chừng ăn rồi mình trộn lên ăn ngon. Rồi một miếng rau nữa cho thêm phần hấp dẫn. Đây xong một dĩa. Để luôn gian ra đi. Một dĩa cắt hai miếng vậy đó hả? Phải không? Nhiều. Lý lo thật là vui. Ở mương này nuôi cá lâu lắm mà cá bự ôm lên không nổi mà nhà không ai ăn hết á. Cơm ngày dỗ bây giờ đi ông cô tổ các bạn. Cái đường này đỡ hơn mọi năm.
Bánh mình băng với bạc cái phần bỏ của ngoài trời á. À, ăn đâm dỗn các bạn. Đây là bánh kem khoai đi. Mì xào. Hoa. Cái mềm á. Kho thịt cút. Gỏi gà. Cơm chiên cá mặn. Lại gỡ ra nha. Cháo gà. Tí tí. Mời cả nhà ăn chút chút nha. Để con ăn rồi. Gỡ ra đó ăn đi. Đây là anh hai mình nha. Đang tỉa kỹ. Các bạn xem nè. Đó. Vừa là một thầy giáo dị thu các bạn. Vừa là một nghệ nhân. Rồi. Đây là một đứa em mình nghe. Cũng đang cũng là nghệ nhân, đang tập làm nghệ nhân nha các bạn. Tập làm nghệ nhân tỉ kiển. Cô Ly. À, đam mê chơi kiển, vì con mình quá đam mê nên cha phải học chơi kiển. Còn đây mới là người chơi kiển thật sự. Nó chết rồi nè. Dì Bái chào cả nhà. Bữa nay dì Bái thu hoạch trầm hương nha. Đi ra vườn mình coi dì Bái trồng cây để quá trầm nha các bạn. Cảnh ở quê rất đẹp nè. Mình mời cả nhà cùng mình ra vườn nha. Ra vườn của mẹ mình nha các bạn. Đi ra tham quan vườn dì Bãi, coi dì Bãi trồng cây để quá thành trầm hương nha. Các bạn đây là cây nghệ các bạn. Lá nghệ ăn bánh xèo rất thơm nha. Ủa cây này là cây bận là cứ uổng vậy. Hình như hồi đó con nhớ có hay ra cái này hái mận nè. Dạ. Rồi bây giờ ít thấy cái giống mận nữa ghê ha. Đó, không hổng mày lại cây khế đó mày bị chót rồi. Ủa mà cây khế có trái bãi? Có. Hãy chút hái để tủ lạnh hay là 21 bãi hái cho. Ăn mà tới đám dỗ đặng ăn lòng bò đó. Hôm hộp gì đốt nó thơm dễ sợ luôn. Cái này cái trầm nè các bạn. Thôi chơi một tí gì đốt thơm lắm. À bây giờ hửi nó thơm rồi nha. À, quay coi cái lỗ cho con. Nó thơm bát hết rồi đó. Mình nó giờ nó thơm lắm rồi nè. Mình đốn một thời gian để cho nó quá trầm nha các bạn. Nè, cây này nè. Trồng để nó quá trầm nè. Đó, thơm rồi đó. Mà nè, mình lấy một miếng gì mình đốt thử. Đó, mảnh vườn 50 triệu nè. Mảnh vườn 50 triệu rộng mênh mông nè. Đây nè. 500 triệu rồi cho dĩnh cái vườn thôi. Hồi đó là mua 50 triệu đó. Giờ đó có đường đi. Ừ. Giờ ngoại cho đường đi vô ngon lành nè. Đi bên phía nào dì Bãi? Đi qua bên kia đi ra ngoài. Đi qua đây nè. Con đường kia bên mốt là. Con đường này nè.
Hình như này là cũng hai cây gió bầu phải không? Thấy nó giống á. Dạ. Cây gió bầu để trồng cầm thư để làm để trồng lâu để nó quá trầm phải không? À mình đi qua bên dạt bên qua kia chơi. Có cái đường đi nè. Cái dầu mùi tươi trên rò ngọt hay còn không? Bên kia có. Có hả? Dạ. Ừ. Ủa, mấy cây mít mà hổng hôm nay chết rồi hả bà? Ôi ôi mấy cây mít. Mấy cây mít này mà đem về làm củi chùm đã nha. Hà Tim nghe cả nhà. Rồi hãy đăng ký cho bà Chính một like, một đăng ký ủng hộ nha, để kênh ngày càng phát triển. Cây này là cây dạng liên tùng đó. Không có cây chi cây dạng liên. Cây này là cây liên tùng đó. Cây đó là cây dạng liên. Cây này là cây ha là cây dạng niên đó. Cây dạng niên này hả? À, còn cây lá hán tùng nè. Đè, cây này gì là cây dạng niên tùng nha các bạn. Vườn của dì Bảy nè, muốn trồng cây gì là trồng, mà không trồng cây ra tiền. À, trồng cây vui vẻ thôi nghe các bạn. À, trồng cây mà trăm năm mới kiếm tiền được á, mới có trồng. Đây các bạn coi nè. Ơi, con ốc này nha, ốc chim ương nè, quá trời ốc luôn nha các bạn ơi, ốc cái lưỡi trắng phiếu luôn. Ôi. Đây nè nha, đó trời ơi, ốc quá trời ốc luôn, rau muống này mềm ghê ha, muống đồng mà. Bây giờ mình không có lội xuống được, đang mặc đồ đẹp quá. Ai muốn yêu đời thì về đây cho cuộc đời tươi thắm. Phải là lúc nào ước mơ, lúc nào cũng có cái ước mơ á, ước mơ thì dữ luôn. Ủa cây mai 300 triệu rồi nè, cây mai 300 triệu của chị Bảy nè, 20 năm Bảy mới bán. Nói vậy cho người ta đi, thôi nằm mơ đi. Là chị đứng đây, đứng tại chỗ cây đó, thôi đó cây dạng đi. Còn cây này cây lá hán tùng, cây đó cây dạng liên tùng á. Con đứng bên đây con chụp qua hả? Dạ. Như cái quầy chuối cái kia vậy, đúng chưa? Đó, chín tối rồi đó. Ôi mà giàu quá ăn mà. Chị mang 300 triệu đâu.
thấy mình mặc mình đấy mình đi bắt ốc chơi. Có cái quần nào mặc đi bắt ốc chơi thôi. Đó. Yeah. Quay bắt ốc chơi vui. Đây đây là hổ bơm. Bơm này là hồi nhỏ mình thấy nó lớn lắm các bạn. Rồi bây giờ mình thấy nó lại nhỏ nha. Đây là cái chiến tranh để lại nha các bạn.